Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lại lên sóng máy rửa bát Panasonic TM6. Lại là một em TM6 đời cao mà giá thì rất rẻ các bác nhé, dưới 3 triệu. Bên em đã làm máy đẹp sạch sẽ rồi, mọi chức năng hoạt động ok ngon lành. Một con TM6. Nội thất khá sạch sẽ các bác nhé. Thì ok hết, sạch đẹp. Ba tay full, nội thất các thứ còn rất sạch này. Đây. Rửa với nước nóng 80 độ C. Thời gian sấy 30 phút, 45 phút, 60 này. Hẹn giờ tắt TM6 nhé. Tất cả các máy rửa bát Nhật này từ đời thấp cho đến đời cao thì nó chỉ khác nhau mỗi năm sản xuất thôi ạ, chứ nó không khác nhau về tính năng. Cho nên là các bác lưu ý nhé, là tính năng của nó tương tự nhau, kích thước bên trong ruột máy thì cũng giống nhau thôi. Đây. Không phải là bảo là các bác mua máy đắt tiền hơn thì là nó nhiều tính năng hơn, hay là nó VIP hơn, hay là nó bền hơn đâu. Đấy, nó chỉ khác nhau năm sản xuất thôi ạ. Đời cao chưa chắc nhiều con đã đẹp bằng đời thấp, vì hàng bãi nhiều khi nó phụ thuộc vào các cái người dùng ở bên Nhật ấy ạ. Đấy, cho nên là không phải hẳn là cứ đời cao đã là đẹp đâu. Chứ các bác cứ yên tâm, mình mua máy bình dân theo cái mức giá của mình thôi. Có như thế nào mình mua thế, bên em bán bảo hành chất lượng cho các bác tất cả các máy này 1 năm hết nhé. Đắt tiền hay rẻ tiền em đều bảo hành 1 năm. Các bác yên tâm sử dụng máy này, nó rất là dễ sửa chữa, lành bền, không có gì để hỏng đâu ạ. Chiếc này bán 2 triệu 9 nhé, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Bác nào lấy các bác alo nhé. Chào các bác.